Alo, mình có nghe không vậy? Dũng ơi, Nguyễn Mạnh Dũng. À, thôi thì nói luôn đi chứ giờ gọi từ này chắc tới sáng quá. CO đi qua oxit thì CO lấy oxy ha, mình có cái công thức này viết lại nè. CO bằng cái phần oxy của oxit phản ứng bằng CO2 tạo thành, và trong trường hợp này CO2 sẽ tác dụng với nước vôi trong dư thì bằng đun xe CO3 rồi bằng 0,15. Đấy, vậy mình có này, M ban đầu được không? Oxy thì bằng M sau để chắc chắn ha. Thấy yêu cầu tìm M ban đầu. M ban đầu M sau là 215 cộng với M oxy là 0,15 nhân 16. Rồi, vậy đáp án là câu nhiêu mấy đó? Dạ yeah. Ừ, rồi, đó vậy thôi. Rồi, câu 51. Thì bây giờ mình kết hợp và tìm thêm công thức oxit. Thì trước tiên phải nhớ công thức oxit nó làm như thế nào ha. Ở đây mình có FeSOH, có FeSOH nha các bạn. Thì FeSOH mà mình muốn tìm ít chia y á, tìm tỷ lệ á, thì chính là tương ứng với số mol sắt, số mol oxy đó, vậy thôi các bạn. Rồi, giờ bài của mình là CO tác dụng với FeSOH được không? Sinh ra được sắt nào, 8 gam hả? À không, 8 gam là 8 gam này. Rồi. Thu được. Khí thu được có tỷ khối so với hydro. À vậy khí ở đây các bạn thấy là tỷ khối so với hydro là 40. 40 nghĩa là phải có CO dư, bởi vì CO2 là 44. Được không? Cho nên CO phản ứng sinh ra CO2 và còn CO dư. Đấy, CO dư nha. Rồi, vậy mình có này 0,2 mol CO ban đầu. Rồi, vậy mình có cái gì đây ha? Rồi, cái này là em mệt trung bình. Sao thầy nhớ bài này làm rồi mà ta? Trang nó làm bài này luôn rồi. Alo, Trang ơi, có phải bữa trước con làm bài này không? Như quen quen đó thầy, em cũng chả đúng nhớ rồi nữa. Thầy nhớ là làm rồi bài này, sao kia nó kêu chưa làm kỳ ta? Thầy nhớ bài xong tới năm 2 luôn rồi đó. Tôi sợ hồi cái tôi thấy tôi bị khùng á. Nhớ bài này anh Trang hay là và đứa nào làm bài năm 2 luôn rồi. Tưởng tới bài năm 3, năm 4 rồi thầy ơi. À, ừ, thầy nhớ sang tới tới năm 3, năm 4 rồi. Trời ơi, đất tội đồ. Đất à. Thì thầy cái bộ thầy nhớ là thầy sửa rồi mà. Thôi được rồi, vậy thôi sửa rồi thôi, đi qua. Rồi, 51 trên bữa là câu câu C đúng không? Phải không? Còn 52 là câu nào? Alo bà con. Dạ yeah. Ừ, rồi, 53 công thức của mình, nhớ công thức Faraday là cái gì nhỉ? Có hai công thức nha các bạn. Điện phân có hai công thức là khối lượng chất rắn sinh ra ở cathode hoặc là anode là điện cực bằng AIT chia NF. Đây là những cái thông số của vật lý mình giữ nguyên chứ ha, còn hóa thì cũng không dùng mấy ký hiệu này. Thì trong đó là gì? A chính là số khối các bạn. A chính là M lớn các bạn. A, à. Y là tính bằng ampere. Cường độ dòng điện tính bằng ampere. MB đúng không? Không nhớ. T tính bằng giây nha các bạn, thời gian tính bằng giây. Trong đó N không phải là số mol nha các bạn, N chính là hóa trị. Còn F là một hằng số, ở đây ví dụ mình lấy luôn đi 4 96500. Đấy, làm tròn đó ha. M lúc này tính bằng gam. Rồi,
Tuy nhiên cái công thức mình sẽ hay dùng hơn nha các bạn, hay dùng hơn. Đó là cái công thức mà số mol electron bằng IT chia F. Tức là cái này nó chỉ phụ thuộc vào dòng điện thôi các bạn. Nó không phụ thuộc vào cái chất nào hết. Ha, à, phụ thuộc vào dòng điện thôi. Đó. À, còn công thức trên thì là nó phải là chất gì, ví dụ đồng hay gì luôn ha. Thì câu 53 mình áp dụng cái công thức số 1 công thức trên. Đấy. Cátốt giải phóng ra. Cátốt là cực cực âm. Nghĩa là đây mình phải tính đồng, đúng chưa? Đấy, đồng đi về. Đồng 2 cộng thành đồng. À, như vậy mình có công thức là M bằng 64 Y là 5 ampe, T 1 giờ là 3600 giây. Đồng hóa trị 2, F là 96500. Và đáp án của mình làm gần bằng là câu A. Các bạn áp dụng vậy thôi nhé. 54. Cường độ dòng điện trong quá trình điện phân là giá trị nào dưới đây? Được chưa? Tức là Y. Áp dụng thôi các bạn ha. Mình có 1,92 là khối lượng bằng 64 thời gian 1930. Vậy suy ra Y bằng nhiêu các bạn? Ai bấm rồi? Y bằng nhiêu? Câu A. Ừ, câu A. Đây là áp dụng thôi ha. Rồi, bây giờ tới câu 55 thôi nè. Rồi, 55 làm ra câu nào? Ai làm rồi? Dạ, em làm ra câu B thầy ơi. Ừ, tại sao không là câu A? Dạ, tại em bấm ra thời gian là 9650 giây thì chắc chắn thời gian nó không đổi rồi. Tại vì nó ngừng điện. Bây giờ tính ra câu A coi, câu A có ra 16 gam không? Bấm chưa? Dạ chưa. Bấm thử đi bé. À, vấn đề là giải thích được cơ. Năm năm em ra câu C. Ừ, 55 có thể ra câu C. Câu C thì lại thuộc về lý thuyết. Vậy đầu tiên mình phải biết đồng xung phát điện phân ra cái gì. Đó. Các bạn phân tích câu 55 một chút xíu nha, bởi vì nó bao hàm cả lý thuyết nữa. Các bạn. Đấy rồi 56, 57, 58, 59 là mình áp dụng các phương trình thôi, chứ cũng không có gì ghê gớm hết đâu. Điện phân thì mới giới thiệu sơ lược vậy thôi. Thùy con ra câu nào Thùy? Thấy làm rồi. Con ra câu A thầy. Câu A ra 16 đúng không? Các bạn bấm xong đó, bài này bấm về 22. Nó là hai bài tập nhỏ thì A và B đều ra đúng kết quả hết. Vấn đề chọn cái nào thôi. Thầy ơi, em tưởng chọn câu sai, em chọn câu C. Ôi giời ơi, câu luôn đúng mà. Làm lại, đó. Các bạn đọc lại bài này nhé. Bài này là một bài để thầy chốt lại cái phần lý thuyết và tính toán luôn đấy. Còn từ 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9 là áp dụng thôi. Viết phương trình cho đúng rồi làm thôi. Không có gì hết. À, các bạn nhận thấy này ha, nếu mà mình làm này, nếu mình làm thì mình biết là 4 gam khí oxy, 4 gam khí oxy bay ra thì như bạn biết là đồng xung phát cộng nước điện phân, tức là phương trình điện phân là phải biết đúng nha. Đồng cộng H2S4 cộng oxy cân bằng, đúng không? 4 nhớ là 2. Được chưa? Cộng. Hai đúng rồi chứ.
Rồi, oxy là bao nhiêu gam các bạn? 4 gam là bao nhiêu mol? 0,025 đúng không? 0,25. Ở đâu? 0,125. Thì đồng sẽ là 0,25. 0,25 cho nên nó sẽ là 16 gam. Đấy. Bài Thùy làm bài không Thùy? Dạ thầy. Ừ, phải có làm vậy không? Dạ. Ừ. Rồi mình tính thời gian đúng không? 16 gam m a i t đúng không? 64 y là 5 t là, đúng không? Chia 2 96500 thì nó bằng là, à không, chắc là bên kia chắc là không, thường cái này người ta rồi có thể làm cái này cũng được. À, còn Đức ơi, có phải con làm bên oxy con tính T đúng không? Oxy dạ, là 4 gam thì sẽ bằng là 32 nhân cho 5 nhân cho T. Oxy là hóa trị 2 mà O2 là hóa trị 4 đúng không? Số E trao đổi đúng không? Phải vậy không? Dạ. Đúng không? Thế chả thấy nào sai hết. Vậy tại sao cái nào sai nè? Rồi mọi người đó, nếu mà tính toán thì nó ra vậy đó. Thế cái nào mà người ta lại hỏi cái nào luôn đúng? Nghĩa là sẽ có cái có đáp án là đúng nhưng mà có thể lúc có lúc nó sai. Còn đáp án là luôn luôn phải đúng. Rồi bây giờ thêm đáp án C. pH của dung dịch trong quá trình điện phân tăng lên. Thì bạn biết là pH tăng lên thì phải là môi trường kiềm hơn. Trong thế này sinh ra axit cho nên câu này chắc chắn sai. Đúng không? pH phải giảm mà sinh ra axit mà. Chỉ có khí thoát ra anốt. Câu này sao đây các bạn? Câu này mọi người cho ý kiến là câu D đó. Thật ra câu D là câu gợi ý. Huy. Thì sao? Sao lại không chọn câu D? À, thì có biết phương trình, à con biết cái phương trình điện phân kiểu kia ra thì con thấy nó phát ra O2. Thì phát ra O2 đấy. Vậy thì người ta nói là chỉ có khí thoát ra ở anode là đúng rồi chứ. Thì tại vì con thấy hai câu kia nếu thay đổi một tí đi thì nó sẽ không ra cái lượng là 19.650 giây nữa nên là con đánh câu D. À con chọn D luôn hả? Thế anode là cực gì con? Cực dương. Thế bây giờ tại sao con kêu là thay đổi một xíu thì không ra câu A là sao? Đờ thì thay đổi gì đâu? Giờ theo xíu như con thấy vậy thôi. Ừ. À rồi thôi. Rồi tất cả lưu ý này. Tất cả lưu ý này. Đọc kỹ nha. Đây là bài kinh điển về để học lý thuyết và tính toán. Ấy. Để những cái bài khó là nó nằm đây này. Đây là bài kinh điển, bài mở đầu. Ấy. Rồi. Điện phân dung dịch COS số 4 với điện cực trơ thấy 4 gam khí oxy sinh ra ở anốt. Đúng không? Rồi. Xem nha. Sao có ai có ý kiến này đã trước khi để nói này? Ai có ý kiến không? Cuối cùng câu nào chỉ biết là bỏ chắc chắn được câu C thôi. Tại vì em nghĩ là có khi đồng nó không điện phân hết mà nó chuyển qua điện phân H2O tạo ra H2. Chính xác đó các bạn, chính xác rồi đó, là bắt đầu hiểu rồi đó. Rồi đây, người ta nói đồng xun phát điện phân sinh ra oxy nhưng mà là điện phân dung dịch nha mấy đứa. Mà điện phân dung dịch thì mình biết là về đây sẽ có đồng 2 cộng cực âm nhé và nước. Còn về bên đây thì sẽ có SO4 2 trừ và nước cực dương nhé. Đúng không? Vậy thì bên đây á, lúc đầu là đồng điện phân. Còn bên đây là ngay từ đầu là nước điện phân.
Đúng chưa? Vậy thì bên đây nó sinh ra gì? Bên bên phía oxy á, bên phía nước điện phân sinh ra oxy, nó sinh ra 4 gam, tức là 0,0, xin lỗi, 0,125. Thì electron bên đây. Nhưng mà bên đây thì sau khi đồng điện phân xong thì có thể có nước điện phân nữa mà. Vậy thì làm sao mình biết là ứng với cái lượng oxy sinh ra ở bên phía cực dương, tức là anode, thì bên phía cực âm sao các bạn biết là chỉ có đồng điện phân? Lỡ mày đồng điện phân được có một lúc cái nó dừng lại, đúng không? À, tức là gì? Trường hợp đầu tiên là nước ở bên đây chưa điện phân, thì coi như electron hai bên phải bằng nhau mà. À, thì bên đây electron là 0,4 nè, 0,5. Thì đưa qua đây 0,5. À, ok, lúc này đồng sẽ là 0,25. Đúng, 16 gam. Nhưng cũng có thể để sinh ra được 0,125 mol oxy này, thì đồng hai cọc điện phân được. À, giữa chừng là nó hết rồi. Sau đó nước sẽ điện phân thêm. À, sau đó nước điện phân. Đấy. Nghĩa là 0,5 mol E này nó gồm electron do đồng điện đồng nhận và cả H cộng nhận luôn, tức là tổng chỗ này mới là 0,5. Vậy thì làm sao bạn lấy 0,5 này bạn chuyển qua bạn tính được đồng đâu? Là đâu đúng câu A, đâu đúng, không chắc. Bởi vì câu A mình không biết là nước ở bên phía cực âm đã điện phân hay chưa. Và điều đó cũng luôn để nói về câu D là có thể có cả khí sinh ra ở điện cực. Điện cực âm nữa, hydro vẫn có thể sinh ra. Anh đúng chưa? Cho nên đáp án chính xác là câu B. Lý do câu B nó chỉ quan tâm là có tầng này oxy sinh ra, tức là tầng này electron. Và lúc này mình sẽ áp dụng công thức NE bằng IT chia F. Nó không phụ thuộc vào việc chất nào sinh ra. Với lượng NE đã sinh ra, đã sử dụng này thì được chưa? Nó là 0,5. Y là 5 ampe, T chia cho F 96500. Nó hoàn toàn không phụ thuộc vào việc là có đồng hay là hydro bên kia sinh hay không. Nó chỉ biết tổng NE như vậy thì T như vậy. Cho nên cái công thức lúc nãy thầy nói, công thức ở đây nè, nó là cái công thức tổng quát là vì vậy. À, nó không có phụ thuộc vào chất nào sinh ra, mà nó phụ thuộc hoàn toàn vào dòng điện và thời gian điện phân nhé. Đấy, thì các bạn lưu ý mỗi lần bạn làm điện phân dung dịch mà người ta không nói rõ là dừng ở đâu thì làm sao bạn biết là nước có điện phân hay không, mới là câu quan trọng nha. Và để làm những câu khó đó. Đấy, có thể là gì, câu A đúng nếu nước ở bên cực âm, tức là cathode không điện phân, nhưng nếu nước điện phân thì à, đâu được, đúng không? Thì lúc này không còn đúng nữa, cho nên nó không luôn đúng là vậy. Và tương tự cho câu D cũng vậy. Hydro bên phía cực âm có thể sinh ra hoặc không thể sinh ra mình không biết, bởi vì đề bài không nói. Đó, thì bạn lưu ý nha. Đó, câu 55 chốt lại để bữa sau làm lý thuyết cho nó và bài tập cho nó cẩn thận cũng này. Rồi mình có câu 56 57 nè, qua 56 57. Và năm là nước bên kia không điện phân thì hình như là mình bị nó lừa đó. Bởi vì mình người ta hỏi là ủa tại sao em biết là mình dính đó. Rồi câu 56. Rồi bây giờ là gì? Điện phân 1 lít dung dịch bạc nitrat thu được dung dịch pH bằng 2. Rồi lúc này mình biết được rồi đó ha. 1 lít bạc nitrat với điện cực trơ thu được dung dịch có pH bằng 2. Rồi. Vậy thì ở đây pH chính là lượng H2. HNO3 sinh ra, mà HNO3 sinh ra thì do điện phân từ phương trình này. Cái này có một chất thôi, biết luôn. À, nói lại cho nó quen ha. Bạc điện phân
đúng không? Sinh ra ở điện cực âm, sinh ra bạc. Nitrat không điện phân, O3 một trừ, sinh ra ở cực dịch chuyển về cực dương. Nước điện phân, sau khi nitrat điện phân, nước điện phân thì sinh ra O, oxy và H cộng. Đó. Ta cân bằng thôi các bạn. Rồi. BH bằng 2 là sao đây ha? Quý á. Không phải quý. Khoa ơi. Dạ alo. Ừ alo, nói đi. Dạ thầy, BH bằng 2 có nghĩa là nồng độ của H cộng là bằng 0,01 mol. Bằng 0,01 m mol trên lít nha con, chứ đừng đọc mol. Vậy thì suy ra mình có số mol H cộng bằng bao nhiêu? Dạ thầy là 0,01 mol, 0,01 mol luôn. Nhân cho 1 đúng không? Rồi, mình có H cộng thì mình suy ra được HNO3. 0,01 mol. Và các bạn thế nó vào 0,01. Người ta yêu cầu bạn tính gì? Lượng bạc đúng không? Vậy đây cũng là 0,01. Vậy mình được nhiêu? Dạ. Yeah. Này là 0,01 gam, ấy là 0,01 mol Ag. Thì khối lượng là nhân 108 bằng 1,08 nha mấy đứa. Câu 57 tương tự như vậy. Điện phân 2 lít dung dịch natri clorua. Rồi phương trình điện phân là NaCl. Điện phân nhé. Thôi giờ không có phân tích tiếp gì nữa. Đã được là NaOH CH2. Được không? Rồi. BH bằng 12. Bây giờ mình phải chuyển sang 3 giờ mà đúng không? 3 giờ thì mình phải chuyển sang. Suy ra là BOH B bằng 2 thì suy ra nồng độ OH trừ 10 mũ trừ 2 bằng 0,01 mol m mol trên lít. Vậy suy ra NaOH là số mol của OH trừ đi. Cũng chính là số mol của NaOH. Thì lại 1 các bạn ha. 0,01 nhân 2 0,02 mol. Vậy clo là 0,01. Vậy đáp án của mình là câu. Câu nào mấy đứa? Dạ. Ở A đúng không? 0,01 nhân 2,1. Đó. Vậy thôi mấy đó, những có những câu viết phương trình thôi. Rồi, câu 58 thì họ có thêm phần hấp thụ của chỗ kia nữa thôi nhé. Đấy, rồi 59 thì đưa thêm cái bài đinh sắt vô để kiểm tra. Đấy. Rồi xin mời 58 59 đi, cho vài phút làm đi nào. Mọi người làm đi nào. Để rồi. Clorua thì không lạ rồi ha. Sau một thời gian thu được 0,32 gam đồng ở cathode và một lượng khí ít ở anode. Biết khí ít là khí gì rồi đúng không? Khí clo chứ khí gì nữa. Rồi người ta viết CuCl2. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí ít trên vào 200 ml dung dịch NaOH. Sau phản ứng thì nồng độ NaOH còn lại. Tính nồng độ ban đầu của NaOH. Rồi. Đồng bao nhiêu mol các bạn? 0,32 gam bao nhiêu mol vậy? Dạ 0,005. Ừ, 0,005. Vậy clo sinh ra là 0,005. Rồi mình biết giờ vấn đề là clo cộng NaOH ra cái gì đây? Còn nhớ không mọi người? Nước Javan. Được chưa? Và NaOH
sau đó còn lại 0,05 m với 200 ml là còn lại nhiêu ta? NaOH dư. Đúng không? Không có một đúng không? Đấy. Còn NaOH phản ứng 0,01. Đây là NaOH phản ứng. Đấy, vậy suy ra NaOH ban đầu. Vậy suy ra nồng độ. Nó lộn cái nào trời, nó còn có. Ủa tính có sai mấy đó. 0,01 cộng 0,01 là 0,02. À trời đấy, hèn gì. Rồi, vậy là được 0,1 m. Câu B hay mấy đó. Đấy vậy thôi, nha. Rồi, câu 59 nó kết hợp bài muối cho thôi. Cũng vẫn tương tự như vậy ha. Mình thấy đồng clorua, điện phân. Rồi mình có ban đầu đồng clorua là 0,2. Mà khi phản ứng, tức là khi điện phân xảy ra thì clo sinh ra được là 0,05. Vậy suy ra này được 0,05. Vậy sau phản ứng nó còn là 0,15. Ngâm đinh sắt vào dung dịch sau phản ứng, tức là sau phản ứng mình sẽ có sắt cộng với dung dịch đồng clorua là 0,15 m. Người ta hỏi kết thúc phản ứng thì khối lượng đinh sắt tăng lên là bao nhiêu? Rồi tính sao đây mấy đứa? Tính sao đây Tuấn Anh? Tuấn Anh? Đấy, không nghe được luôn. Tuấn Anh ơi, còn ngồi học không trời? Rồi, thôi Tấn Minh, vậy Tấn Minh, Minh Trương, Tấn Minh. Sao nay có mình tôi độc thoại, mấy đứa kia nó bật lên cho con nít thôi hả ta? À rồi, cũng không nói được. Rồi, Tuấn Minh. Em đây thầy. Dạ. Em đi con. Tính khối lượng sắt, tính khối lượng tăng lên. Tăng lên hay giảm thì tùy. Tính sao? Minh. Dạ. Ra lấy xe. Trời ơi, đừng nói giờ ngồi đọc lại đề nhé trời. Từ nãy giờ con vẫn đang ăn cơm nữa rồi. Thấy đang nhai rồi. Đang ăn cơm hả Minh? Dạ không, đây. Ủa bài này Minh, sách đầy đông đó Minh. Sách đầy đông. Tỷ lệ bao nhiêu? Sách đầy đông là tỷ lệ mấy mấy? Dạ một mấy sách này mấy đâu nhanh. Dạ một sách một sách đầy một đồng. Rồi vậy là mất đi 56, nhưng mà bù lại được bao nhiêu? 64 ạ. Rồi nhân cho số mol là 0,15, vậy thì là 1,1 mà hai cái số mol như nhau. Rồi ra rồi đó. Để được 8 nhân 0,15. 1,2 rồi. Ừ vậy thôi đó. Nó kết hợp chứ thôi các bạn nha. Đấy thì bài điện phân hôm nay mình chỉ học bài cơ bản thôi, là viết phương trình.
ha, viết phương trình. Rồi đó, lưu ý là nếu họ xác nhận cho mình rồi, còn giả sử cái bài lý thuyết hay gì, mình cẩn thận cái vỏ điện phân của nước, và mai mốt bài tập khó thì nó sẽ đụng tới điện phân của nước các bạn nhá. Rồi ha, ta xong cái phần bài tập rồi đó nha, ta còn một phần lý thuyết cuối cùng nữa thôi, là phần ăn mòn điện hóa. Ăn mòn điện hóa. Rồi, bữa ta xong tới câu 7 mấy rồi đúng không? Lý thuyết điện phân ta cũng làm rồi đúng không? Làm rồi khoảng mấy đứa? 7 mấy rồi đúng không? Ủa làm chưa vậy? Rồi, làm rồi. Ok, làm xong 79 rồi, hết rồi. Bây giờ mình còn một cái phần lý thuyết của phần ăn mòn điện hóa nằm khúc giữa thôi. Đó, mình thấy một vài câu mình chưa làm đấy ha. Từ câu 44. Rồi, bây giờ các bạn lấy sách giáo khoa đọc phần ăn mòn điện hóa, nó nằm đâu đây? Nằm ở trên. Đây. Rồi, vui lòng đọc bài sự ăn mòn kim loại. Nói chung nha, ăn mòn điện hóa chỉ là một dạng thôi, đây là sự ăn mòn kim loại nói chung. Rồi, cho 10 phút đọc bài 20. Để xem có những điểm nào cần phải lưu ý. Thắc mắc lưu ý. Ha. Xin mời 10 phút. Chuẩn bị ghi chú những gì cần ghi nha. Đầu tiên, ăn mòn kim loại. Khái niệm đơn giản là kim loại nó bị mất. Nhưng nó bị mất thì nó phải chuyển thành cái gì nha các bạn. Đấy, sự ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim. Thì hợp kim ở đây tức là trong thành phần nó có kim loại các bạn. Đó. Sự phá hủy sự phá hủy kim loại hoặc là hợp kim. Đấy, vấn đề quan trọng là do tác dụng của các chất trong môi trường xung quanh. Do tác động của các chất trong môi trường xung quanh, hay nói nôm na là kim loại nó sẽ phản ứng với các chất trong môi trường và thực hiện phản ứng này. Đấy, vậy thì phản ứng này cũng chính là phản ứng tính chất cơ bản của kim loại thôi, đúng không ạ? Tức là kim loại giữ vai trò là chất. Chất gì đây nhỉ? Gọi là vẫn ăn lần nữa có mở được bít rồi. Vô vọng. Tuấn Anh. Vọng. Nam không gọi được. Trời ơi. Khôi ơi. À, kim loại là chất khử. Quá trình này là quá trình gì? Khôi. No, chất khử thì phải là quá trình. Đừng lộn nha. Đó. Thì thực ra người ta nói đây là một quá trình hóa học các bạn. Đây là một quá trình hóa học. Được chưa? Và người ta dùng chữ điện hóa. Điện hóa tại sao? Tí mình nói ha. Hoặc là một quá trình hóa học, hoặc là một quá trình điện hóa. Đấy, mình sẽ theo, mình sẽ thấy cái điểm này. Kim loại bị oxy hóa, tức là chất khử nha các bạn. Vậy thì đây cũng chính là phản ứng đặc trưng của kim loại. Cho nên hiện tượng này cũng là một hiện tượng đặc trưng của kim loại. Nhá. Rồi. Vậy nhớ nha, sự phá hủy kim loại dưới tác dụng của môi trường. Vậy thì mình biết cái chất khử ở đây là chính là gì rồi. Ở kim loại là chất khử, còn nó phản ứng với chất trong môi trường là chất oxy hóa. Ví dụ nhá, oxy nè, chất oxy hóa trong môi trường. Tạo ra rỉ sắt đó các bạn. Bị phá hủy. Hoặc là ví dụ có clo trong môi trường mà hóa chất độc hại đúng không? Đó. Hoặc là trong những cái dung dịch kim loại bị ngâm trong những dung dịch mà có axit, có H cộng, nó bị ăn mòn từ từ là vì vậy ha, nó bị mòn từ từ. Rồi. Đó, thì định nghĩa như vậy các bạn ha. Rồi. Bây giờ các dạng ăn mòn nó sẽ làm rõ cho mình là quá trình hóa học hay là quá trình điện hóa. Đấy, ăn mòn hóa học nó tương đương với ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học, mà sau này người ta gọi là điện hóa thôi cho nó gọn, chứ cứ hóa học dễ bị lộn. Thì gọi là ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa. Đấy,
Rồi. À, trước tiên mình nói lại một chút xíu về phản ứng oxy hóa khử. Trước khi vào cái đó mình nói về một. Rồi, phản ứng oxy hóa khử thì mình gồm có chất oxy hóa. Và chất khử. Rồi, cái nào cho, cái nào nhận electron nhỉ? Dũng gọi nó hôm nay. Hưng hôm nay cũng vắng đúng không? Hưng vắng, mình Khiêm vắng. Rồi, Trang ơi. Dạ. Mấy thầy là rồi. Đủ là cho. Chị bảo là nhận thử cho. Có nghĩa là electron sẽ dịch chuyển từ chất khử qua chất oxy hóa. Đồng ý chưa? Đấy. Thì phản ứng oxy hóa khử là phản ứng mà chất khử sẽ cho và chất oxy hóa nhận. Và quá trình này xảy ra trực tiếp như vậy luôn. Tức là chất khử sẽ đưa electron qua cho chất oxy hóa nhận trực tiếp. Đấy các bạn, ta gọi đây là trực tiếp. Rồi. Hôm trước mình học điện phân đó con. Điện phân. À đây là phản ứng oxy hóa khử ha. Điện phân thì như thế nào nhỉ? Đấy. Điện phân thì như thế nào? Mai Thùy. Dạ, cái thời là cho E gián tiếp qua điện cực. À, tức là chất khử sẽ cho E qua? Qua điện cực. Điện cực. Đúng không? Rồi điện cực sẽ cho E lại chất oxy hóa. Đúng không anh? Đấy. Em trước là mình có đây là điện phân. À, đây là quá trình điện phân. À. Còn đây chính là phản ứng oxy hóa khử. Đấy. Vậy thì hôm nay mình học ăn mòn điện hóa, ăn mòn kim loại cũng là một quá trình oxy hóa khử. Vậy thì nó như thế nào? Các bạn ha, nó sẽ như thế nào? Đấy, mình có trực tiếp rồi, mình có gián tiếp rồi. Vậy thì nó sẽ như thế nào đây? Để các bạn coi nha. Ăn mòn hóa học, tức là phản ứng oxy hóa khử giống như một phản ứng hóa học bình thường ấy. Đấy, cũng khẳng định này, là quá trình oxy hóa khử trong đó các electron của kim loại được chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường. Vậy thì nó giống với cái gì từ nãy giờ mình nói các bạn? Trực tiếp nè, thấy không? Đúng không? Vậy thì nó chính là gì? Phản ứng oxy hóa khử luôn. Mà trong đó khẳng định chất khử là kim loại, còn chất oxy hóa chính là môi, các chất trong môi trường. Ha. Đấy, vậy thì ăn mòn hóa học thì đơn giản chỉ là một phản ứng oxy hóa khử xảy ra giữa kim loại với chất oxy hóa trong môi trường. Nhé. Là một quá trình oxy hóa khử, tức là sẽ có cho nhận E. Trong đó kim loại là chất khử rồi, cho nên nó cho. Và nó cho chất oxy hóa là gì? Là chất trong môi trường. Thế thôi. Đó gọi là ăn mòn hóa học. Người ta lấy ví dụ trong thực tế nè các bạn. Ví dụ thực tế. Ví dụ như là các thiết bị bằng kim loại. Đấy. Nồi hơi vân vân. Thì khi thực hiện phản ứng ở nhiệt độ rất cao, nó có thể phản ứng với oxy hoặc hơi nước, hoặc là các hóa chất. Và như vậy thì kim loại sẽ bị mòn từ từ, biến thành ion kim loại, gọi là ăn mòn ha. Cái nhiệt độ càng cao ăn mòn càng nhanh, thế thôi. Cho nên cái mới của mình hôm nay chính là ăn mòn điện hóa. Mình sẽ tập trung vào cái này các bạn. Ăn mòn điện hóa. Ăn mòn điện hóa. Rồi thì người ta cũng định nghĩa. À, ăn mòn hóa học lúc nãy là quá trình oxy hóa khử. Thì bây giờ ăn mòn điện hóa học cũng là quá trình oxy hóa khử. Nghĩa là cũng có cho, có nhận E thôi. Được chưa? Thế bây giờ nó khác chỗ nào đây? Khác chỗ nào đây? Đã là oxy hóa khử, tức là phải có cho và nhận E. À, kim loại chắc chắn cho rồi nè. Đúng không? Kim loại.
kim loại bị ăn mòn do tác dụng của dung dịch chất điện ly. Được chưa? Vậy thì nếu mà đọc tới đây thì chất điện ly có phải là chất nhận E không nhỉ? Các bạn đọc ấy. Hùng ơi. Dạ thầy là không. Ừ. Sao con biết? Dạ thì nó phải là kim loại thì phải là ion tương, nó là cho E. Ủa sao kim loại sao là ion dương? Cái gì vậy? Dạ. Thầy hỏi lại nè, người ta nói này, ăn mòn hóa học, điện hóa học là có trơ siêu bất hử, ok. Trong đó kim loại bị ăn mòn tức là kim loại cho, đúng không? Dạ. Kim loại cho. Nhưng mà vậy thì cái gì nhật đó? Ý thầy hỏi, nó cho thì cái gì nhật? À, đây là dòng điện. Ủa? Đâu có dùng sử dụng dòng điện đâu con. Mình đâu có phải đưa điện vào đâu. Mình không hề đưa điện vào. Mà người nói là gì? Tạo nên dòng electron, nó tạo nên dòng electron chứ không phải là dòng điện ở bên ngoài mình đưa vào không? Dạ không. Ừ, vậy là tạo ra dòng điện tức là nhờ phản ứng này có điện nhé. Vậy là dòng điện không có nhận, phòng dòng điện sinh ra sau. Vậy đọc như vậy thì nói là sao? Rồi, thế này, vẫn là chất trong môi trường nhận. Bởi vì định nghĩa chung của ăn mòn kim loại là kim loại cho và chất trong môi trường nhận. Nghĩa là dù có ăn mòn hóa học hay ăn mòn điện hóa thì chất nhận vẫn là chất trong môi trường. Hiểu không các bạn? Nhưng chỉ khác nhau ở cách nhận mà thôi. Đấy, giống như lúc nãy mình có điện phân ở cách nhận mà thôi. Trực tiếp hay gián tiếp mà thôi. Nha. Rồi, bây giờ ta xem này. Cho nên các bạn đọc cái này các bạn suy luận không có. Nó đều vẫn là ăn mòn kim loại. Nghĩa là người ta có định nghĩa chung rồi. Là kim loại bị mòn, tức là kim loại cho để biến thành ion. Còn cái chất mà nhận sẽ là chất trong môi trường. Chất trong môi trường sẽ có một chất giữ vai trò là chất oxy hóa để nhận E. Nhưng bây giờ là cách nhận như thế nào thôi. Nhà cách nhận như thế nào thôi. Còn bản chất oxy hóa khử là cho và nhận, không có gì khác hết. Chỉ là cách nhận như thế nào thôi. Thế bây giờ người ta làm thí nghiệm để các bạn hình dung đây. Rồi. Để vẽ thêm cái thí nghiệm này. Rồi đầu tiên mình có một cái cốc A được dung dịch H2O4. Thầy vẽ lại xíu ha các bạn. Lại xíu. Biết sao đủ đi trời nha. Được chưa? Được dung dịch H2O4. Đầu tiên thầy lấy một thanh kẽm. Thanh kẽm. Nghe kỹ ha. Thanh kẽm. Rồi, thanh kẽm. Vậy thì phản ứng có xảy ra không các bạn? Nhúng một thanh kẽm vào dung dịch H2S4, phản ứng xảy ra không và xảy ra như thế nào đấy? Khoa. Khoa ơi. Xong nay gọi đứa nào cũng phải đợi quá trời lâu mới nghe được tiếng trời. Rồi thôi đi qua luôn. Rồi Đức. À, em đây thầy ơi. Ừ. Dạ nó có Đức sao sống của nhà nó tốt ghê. Xảy ra dạ. Phản ứng đúng không? Phản ứng là gì? Dạ nó tạo ra muối ZnSO4 với lại khí. Phản ứng là gì con? Phản ứng là gì? Dạ phản ứng kẽm. Dạ kẽm cộng với 2SO4 sinh ra ZnSO4 cộng H2 cộng H2. Rồi đây là phản ứng nha. Phản ứng cụ thể mình sẽ thấy hiện tượng gì? Dạ sủi bọt khí. Hiện tượng hiện à, sủi bọt khí ở đâu? Bọt khí sẽ xuất hiện ở chỗ nào? Lơ lửng ở trong đây xuất ra. Dạ ở bề mặt của cái dung dịch. Bề mặt của dung dịch hả? Tức là nằm trên đây. No. Tự nhiên sao chân vân giữa trời? Dạ vậy là. Đấy các bạn chú ý. Ở đâu? Nó sẽ xuất hiện bọt khí ngay bề mặt của kẽm nha các bạn. Trên bề mặt kẽm. Vì sao lại như thế?
Bởi vì đây là quá trình ô xóa khử. Ở đây cụ thể chính là kẽm sẽ nhường e, đó, đúng không? Đây, ăn mòn đấy và bị mòn. Và cái e này nè, sẽ được đứa nào nhận? Sẽ được H cộng của axit. H cộng của axit nó đến bên lá kẽm để nó nhận e. E nó trong từ ở trong đây nhận để nó biến thành hydro H ra. Các bạn hình dung không? Tức là đây các bạn chú ý nha. Này, trời ơi, nó vẽ không còn được. Đây. Vậy, xoay hết luôn rồi. Rồi. Ion H cộng trong dung dịch các bạn sẽ di chuyển đến ngay hanh kẽm. Và ngay hanh kẽm thì electron của kẽm sẽ chuyển cho H cộng để nó biến thành H2 và nó tạo ra bọt khí nó thoát ra. À, bạn thấy cái quá trình chuyển nha, là kẽm chuyển electron cho H cộng, kẽm cho H cộng nhận. À, H cộng nhận 2E để thành H2. Đó, nó đây. Hình dung chưa? Đấy, đây là một quá trình ăn mòn gì nha? Đức, chốt coi, vậy nó là ăn mòn gì? Dạ, ăn mòn hóa học thôi. À, nó là ăn mòn hóa học các bạn. Vừa định nghĩa kim loại bị phá hủy à, do là gì? Phản ứng oxy hóa xảy ra trong đó kim loại cho electron trực tiếp cho môi trường. Đấy, đúng không? Trực tiếp đó. Nhá, đây là ăn mòn hóa học. Rồi, tiếp tục. Bây giờ thầy thay thanh kẽm. Thầy thay thanh kẽm, thầy làm một thí nghiệm tiếp theo. Thầy thay thanh kẽm bằng thanh đồng. Đây vẫn là axit sulfuric loãng. Thầy thay thanh kẽm bằng thanh đồng. Trang, phản ứng có xảy ra không? Dạ không. Vì sao? Ủa, kim loại mà. Cu không tác động với H2O4. Ờ, là phản ứng không xảy ra, đúng không? Vậy là đồng không phản ứng được, vậy phản ứng này là đồng đứng sau H cộng, mình hay nói vậy. Và phản ứng không xảy ra. Xong chưa? Không xảy ra. Nha. Rồi, bây giờ tiếp tục thí nghiệm thứ ba. Thí nghiệm thứ ba chính là thí nghiệm của hình vẽ của người ta vẽ cho mình. Tức là người ta cắm một thanh kẽm vào ở trong H2SO4. Bạn thấy không? Thanh kẽm. Đây, thanh kẽm. Thanh đồng. Vì rõ ràng nếu mình cắm thanh kẽm độc lập thì chỗ thanh kẽm vẫn xảy ra phản ứng. Ờ, thanh đồng cắm vào thì không xảy ra phản ứng. Nhưng bây giờ người ta làm một cái thao tác. Đó là người ta nối thanh kẽm với thanh đồng bằng một dây dẫn. Và để kiểm tra tính dẫn điện thì ở giữa đó người ta lắp một cái am bé kế hoặc là cái vôn kế. Thì người ta thấy, thứ nhất, nó bị lật. Cái am bé kế bị lật. Chứng tỏ có dòng điện. Và tất nhiên các bạn học rồi, vôn kế hay là am bé kế nó lật về hướng nào thì mình biết được chiều chuyển dịch của electron, đúng không? Và người ta thấy là dòng electron chuyển dịch từ kẽm sang đồng. Kẽm sang đồng. Nha, electron chuyển dịch theo chiều từ kẽm sang đồng. Đó, là cái thứ nhất, hiện tượng đầu tiên nha. Có dòng điện xuất hiện. Và dòng này đi từ kẽm sang đồng. Dòng điện đi từ kẽm sang đồng. Điểm thứ hai, tất nhiên người ta vẫn thấy bọt khí xuất hiện ở bên thanh kẽm. Thanh kẽm cũng bị mòn đi, bị phản ứng là mòn đi. Xong chưa? Tuy nhiên người ta lại thấy một hiện tượng, đó là thanh đồng cũng có bọt khí xuất hiện. Cũng có bọt khí xuất hiện. Đó. Thanh đồng cũng có bọt khí xuất hiện. Và hiện tượng thứ hai là có
có bọt khí xuất hiện ở than độc. Có bọt khí xuất hiện ở kém là bình thường rồi, và cả đồng. Rồi, hiện tượng thứ ba chúng ta nói lại đó là kẽm thì tan, bị mòn hay là tan, người ta gọi là tan. À, kẽm nó bị tan dần các bạn, nó bị tan, nó bị mòn dần. Nhưng đồng thì lại, thanh đồng thì lại không tan. Kẽm thì tan nhưng thanh đồng lại không tan. Rồi, vậy thì giải thích như thế nào ở đây? Giải thích cái đoạn mà ủa tự nhiên tại sao có bọt khí xuất hiện ở cả đồng mà đồng thì lại không tan. Đó, có ai ai đọc rồi thì có thể giải thích không? Rõ ràng này, kẽm cắm vô axit sulfuric loãng thì xảy ra phản ứng là chuyện bình thường. Đúng không? Bọt khí xuất hiện bình thường và nó tan là chuyện bình thường, phản ứng học. Đồng thì đứng sau H2S4 loãng, đứng sau H cộng. Nên khi cho cái miếng đồng vào trong H24 loãng thì không phản ứng, không có bọt khí, chuyện bình thường. Nhưng bây giờ khi người ta nối thanh kẽm với thanh đồng bằng một dây dẫn điện hay là một vật dẫn điện nào đấy, thì thứ nhất người ta thấy có dòng điện xuất hiện. Nếu người ta để cái đèn ở giữa này, thấy cái đèn sáng các bạn, cái đèn sáng, tức là xuất hiện dòng điện mà mình không hề cắm vào điện nha, xuất hiện dòng điện. Mà cái này mình gọi là pin đó các bạn, pin điện đấy, xuất hiện pin, hay là xuất hiện dòng điện. Cái thứ hai lạ nữa là gì? Khí không chỉ xuất hiện ở bên thanh kẽm như bình thường, mà bây giờ thấy bọt khí xuất hiện trên bề mặt của thanh đồng, nhưng lại không hề thấy thanh đồng bị tan, mà thanh kẽm thì cứ tan dần. Và thậm chí thì sau đó các bạn sẽ thấy là bọt khí xuất hiện nhiều ở bên thanh đồng hơn là bên thanh kẽm. Rồi, có bạn nào giải thích được không? Hình như cái này mình có học ở bên vật lý đó, phần pin điện ấy, không biết có ai sao? Có ai có thể giải thích không? Nhớ nha, đây là những cái hiện tượng đặc biệt đấy mà mình học là hôm nay học cái này nè. Đấy, học ba cái dấu chấm này nè, có dòng điện sinh ra. Một là thấy có dòng điện sinh ra. Cho nên người ta mới gọi là điện hóa. Là bởi vì bây giờ phản ứng hóa học xảy ra và kèm theo dòng điện. Được chưa các bạn? Kèm theo dòng điện. Rồi. Bọt khí lại sinh ra ở phía đồng, mà thực ra sinh ra còn nhiều hơn ở phía kẽm. Nhưng thanh đồng lại không bị tan, mà thanh kẽm lại bị tan. Rồi phản ứng xảy ra là phản ứng gì? Đó là những câu hỏi. Rồi, có ai giải thích không? Tuấn Minh gọi không được. Tuấn Anh, có ý kiến gì không con? Không có, con anh vẫn lên tiếng được. Đó, các bạn đọc cái phần này dưới này, ta hướng dẫn cho các bạn nè, trả lời đó. Rồi thôi, trả lời luôn nha. Thứ nhất, các bạn thấy kẽm vẫn cho e. Kẽm vẫn tan mà, nó vẫn cho e các bạn. Kẽm vẫn cho e. Kẽm vẫn cho e nhá. Nhưng mà bây giờ, ngoài cái việc như lúc nãy là nó cho thằng H cộng trực tiếp như ở đây. Đây là rồi. Hey, lúc này có một quá trình cho nữa xuất hiện. Đó là nhờ có dây dẫn nối từ kẽm sang đồng. Mà lúc này kẽm cho electron bằng cách đưa electron dịch chuyển qua dây dẫn đi qua thanh đồng. Đi qua thanh đồng. Được chưa? Và lúc này H cộng, lúc nãy H cộng là đến trực tiếp, đến trực tiếp thanh kẽm để nhận H cộng. Thì bây giờ còn một giải pháp nữa là H cộng sẽ đến phía thanh đồng để nhận E. Nhưng cái E này không phải do đồng cho, mà cái E này là do kẽm nó cho và nó đi một vòng qua bên đồng rồi nó mới đưa ra cho H cộng. Và cái quá trình này là một quá trình dịch chuyển
của electron và như vậy dòng điện xuất hiện. Ha. Kẽm vẫn cho E nhưng không cho H cộng trực tiếp. Trong ăn mòn điện hóa nha các bạn, điện hóa học. Còn cái việc mà nó cho trực tiếp chỗ này nè, à như chỗ này là ăn mòn hóa học rồi, mình bỏ qua cái đó rồi, bởi vì cái đó là bình thường, bây giờ mình đang giải thích cái bất thường. Đó là lúc này kẽm đã dẫn chuyển electron qua phía điện cực đồng, qua phía thanh đồng và H cộng đến thanh đồng để nhận E. Do vậy mới thấy bọt khí xuất hiện trên đồng, nhưng đồng lại không tan là bởi vì đồng nó đâu có bị cho E đâu, mà nó chỉ là vật trung gian để chuyển cái electron của kẽm cho H cộng mà thôi. Cho nên vẫn là H cộng nhận và kẽm cho các bạn, không khác gì vậy, và phản ứng thì vẫn như cũ, nhưng chỉ là cách cho khác nhau. Vậy thì ở đây cũng là một cách cho gián tiếp, đúng không? Gián tiếp. Như vậy thanh đồng ở đây bạn có thể thay nó bằng một cái điện cực khác, như cái điện cực than trì chẳng hạn cũng được, bởi vì nhiệm vụ của đồng ở đây không phải là chất phản ứng mà chỉ là một vật để chuyển electron thôi. Vật dẫn nghĩa là nó chỉ cần dẫn điện được là ok rồi. Và bạn thấy rằng người ta nói là lâu ngày dần thì thấy bọt khí còn xuất hiện nhiều ở phía thanh đồng hơn ở phía thanh kẽm. Là vì sao các bạn biết không? Nếu mà H cộng nhận trực tiếp ở kẽm, nếu mà H cộng đến trực tiếp kẽm thì mình biết là khi kẽm tan thì nó sẽ xuất hiện kẽm 2 cộng. Vậy thì H cộng cũng là điện tích dương, mà kẽm 2 cộng cũng là điện tích dương. Kẽm 2 cộng nó sinh ra nó sẽ xuất hiện xung quanh cái thanh kẽm của nó rất là đậm đặc. Vậy thì H cộng mà dịch chuyển đến vào khu vực đậm đặc này thì nó sẽ tương tác đẩy với H cộng, và kẽm 2 cộng có tương tác đẩy với nhau. Cho nên càng ngày H cộng càng khó tiếp cận thanh kẽm để nhận electron, bởi vì nó có một cái lớp dung dịch kẽm 2 cộng cùng điện tích nó đẩy H cộng đi, thì dẫn đến là H cộng càng ngày càng khó xâm nhập vào để tiếp cận với thanh kẽm để nhận E. Nhưng nếu mà H cộng nhận electron từ phía đồng, tức là nhận theo kiểu điện hóa đó, còn nhận trực tiếp là nhận hóa học, còn nhận theo kiểu điện hóa là H cộng đến thanh đồng, thì lúc này đồng không hề tan nên không có đồng 2 cộng cản trở. Vậy thì H cộng sẽ dễ dàng nhận electron hơn đấy, so với việc nhận trực tiếp từ kẽm, dẫn đến là bọt khí xuất hiện càng ngày càng nhiều hơn ở phía thanh đồng. Và như vậy thì kẽm 2 cộng cũng tan nhanh hơn, kẽm cũng tan nhanh hơn thành kẽm 2 cộng. Tức là nó phải cho nhiều hơn, nhưng mà nó cho gián tiếp. Cho nên người ta nói cái quá trình mà kẽm tan vì ăn mòn hóa học so với quá trình kẽm tan vì ăn mòn điện hóa, tức là mình có hai hướng đấy, hướng cho trực tiếp là hóa học, hướng cho gián tiếp là điện hóa, thì quá trình ăn mòn điện hóa xảy ra nhanh và mạnh hơn các bạn. Và đây là nguyên nhân hay là hiện tượng chính trong việc mà kim loại để ngoài môi trường bị rỉ, bị mòn, bị hư hại, nó là chiếm nguyên nhân chính nha. Các bạn chú ý là cái cách cho đấy khác nhau, một cái là trực tiếp, một cái là gián tiếp. Và nhờ gián tiếp vậy mà cái đặc điểm quan trọng của ăn mòn điện hóa học là tạo ra dòng điện, bởi vì electron nó phải dịch chuyển trong dây dẫn, và tất nhiên electron dịch chuyển phải đi từ cực âm sang cực cực dương. Cho nên bây giờ các bạn phải xác định được là kẽm là cực âm, bởi vì kẽm là cho E, nó là cực âm. Nơi electron đi ra gọi là cực âm, nơi electron đi vào thì là cực dương. Và nhớ ha, cái này khác với ăn mòn điện hóa ở chỗ, hôm bữa là mình lấy, khác với điện phân ở chỗ, điện phân là từ điện chuyển thành hóa học, tức là làm cho phản ứng xảy ra. Còn bây giờ ngược lại là phản ứng hóa học xảy ra, đúng không? Kẽm cộng với H cộng sinh ra kẽm 2 cộng và hydro. Phản ứng hóa học xảy ra tạo nên dòng điện. Như vậy hai quá trình này ngược nhau. Điện phân là mình tốn điện, còn ăn mòn điện hóa sau này các bạn có thể gặp gọi là pin điện đây, nó là pin điện đây, tức là nó sẽ sinh ra dòng điện.
Vậy thì nơi electron đi ra thì gọi là cực âm, nơi electron đi vào là cực dương. Tuy nhiên cái phần gọi cathode anode thì nó ngược nhau. Ví dụ ha. Rồi, hôm trước thầy nói với các bạn là anode cathode không phải dựa vào dấu âm dấu dương, mà anode cathode được dựa vào AO và CK. Anode tức là quá trình nha các bạn. Anode là quá trình oxy hóa. Vậy thì mình thấy này, ở cực âm là kẽm. Được chưa? Ở cực âm là kẽm. Thì kẽm là chất khử. Nên quá trình này là quá trình oxy hóa. Vậy quá trình oxy hóa thì nó lại là anode. Vậy lúc này cực âm trong ăn mòn điện hóa được gọi là anode, chứ không phải cực âm là cathode nha. Như vậy để xác định anode cathode, ta dựa vào quá trình, chứ ta không dựa vào điện cực gì nha. Đó, ở cực âm anode, thấy người ta ghi không? Đó. Và môi trường, được chưa, sẽ là chất oxy hóa. Đấy, và gọi là, vậy thì cái đồng ở đây giữ vai trò là điện cực, cực dương. Còn nó không có nhận nha, đồng không có nhận e để chuyển thành chất mới, mà đồng chỉ là vật trung gian đưa electron cho H cộng thôi. Đấy, các bạn chú ý chỗ anode cathode chút xíu. Vậy tóm lại nhé, ăn mòn kim loại là phá hủy kim loại. Kim loại giữ vai trò là chất khử, chất trong môi trường là chất oxy hóa, cái đó là không đổi. Trong ăn mòn hóa học thì kim loại cho electron trực tiếp với chất trong môi trường. Còn trong ăn mòn điện hóa học thì kim loại cho electron gián tiếp cho chất oxy hóa trong môi trường thông qua điện cực, và quan trọng là tạo ra dòng điện. Vậy thì bữa sau hai kim loại, làm sao mình biết kim loại nào sẽ là cực âm, cực dương? Thì kim loại nào khử mạnh mà, giữ vai trò là oxy hóa khử, thì cứ khử mạnh thì là cực âm thôi, là cho e. Vậy thì giữa kẽm và đồng mình biết thừa là kẽm, kẽm mạnh hơn, thì nó giữ vai trò là chất khử mà nó là cực âm, nó cho e, cứ âm là cho e nha. Rồi còn anode cathode thì nhớ cực âm bây giờ là anode, vì cực âm xảy ra quá trình oxy hóa. Làm sao biết thì cứ biết à, kẽm chuyển thành kẽm hai cộng, kẽm chất khử, quá trình oxy hóa, cho nên kẽm là cực âm thì cực âm sẽ ra quá trình ở anode. Đó. Thì đây là nội dung của phần này. Và người ta cho bạn cái mục B chính là cái mục mà trong thực tế một trong những kim loại phổ biến nhất là gang và thép, cái hợp kim ấy, nó bị ăn mòn như thế này. Nha. Và đây cũng là cách giải thích về quá trình tạo ra reset, reset đó, được chưa? Đó, reset ở đây nó ghi reset. Được chưa? Và người ta sẽ chống ăn mòn như thế nào? Bởi vì quá trình ăn mòn mà để nó xảy ra ăn mòn theo hướng hóa học hay là điện hóa, đặc biệt là điện hóa, thì nó làm cho cái những cái vật làm bằng kim loại nó bị phá hủy cực kỳ nhanh, và có những quá trình như vậy là rất là nguy hiểm. Thì người ta phải chống ăn mòn. Các bạn, bữa sau mình sẽ học. Đấy, các bạn nắm cái khái niệm trước nha. Đó, về đọc kỹ cái phần hai nhỏ ăn mòn hóa học nha, đọc kỹ lại cái phần đấy. Đó. Rồi, hôm nay ta tới đây thôi. Ăn nghỉ. Xong.